Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, sang tới ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống, duy trì tình trạng nhiều mây ở hầu khắp Bắc Bộ, đặc biệt là tại khu vực phía Đông Bắc Bộ. Cùng với đó là mức nhiệt ngày thấp phổ biến trong khoảng từ 18-21 độ, trời tiếp tục rét buốt suốt cả ngày. Sang tới ngày mai, khối không khí lạnh sẽ bước vào quá trình suy yếu dần, vì thế nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần, nhưng cũng không vượt quá ngưỡng 24 độ. Với miền Trung, trong đêm qua và sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới phần phía Bắc của đèo Hải Vân và đến trưa nay thì sẽ tác động đến khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Dưới tác động của không khí lạnh tương tác với địa hình, khu vực Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Với lượng mưa trong ngày hôm nay, ước tính tổng lượng mưa ở Trung Bộ sẽ phổ biến từ 10-30mm. Riêng một số nơi thuộc Trung Bộ có thể sẽ có mưa to với lượng từ 30-35mm, thậm chí có nơi trên 50mm. Người dân cần đề phòng với lốc sét cũng như gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Không khí lạnh kèm mưa cũng khiến cho nhiệt độ giảm xuống. Hôm nay nhiệt độ cao nhất ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ khoảng từ 18-21 độ, trời chuyển rét. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ở ngưỡng từ 21-24 độ, trời lạnh. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26-30 độ. Không ảnh hưởng trực tiếp tới Nam Bộ và Tây Nguyên, nhưng không khí lạnh cũng tạo ra những nhiễu động phía trước của nó. Vì thế mà khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ trong chiều tối ngày hôm nay cũng sẽ xuất hiện những cơn mưa dông trái mùa. Cảnh báo trong cơn mưa dông có khả năng rất cao kèm theo các hiện tượng như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy quý vị cần hết sức lưu ý. Trong 2-3 ngày tới, do không khí lạnh khuếch tán xuống, cường độ nắng nóng tại cả hai khu vực này sẽ tiếp tục giảm và thu hẹp. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 3 sang tới đầu tháng 4, Nam Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện những đợt nắng nóng khác. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời lạnh. Riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 23-26 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Riêng phía Bắc ngày mai có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, phía Bắc trời rét. Phía Nam trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, phía Nam là từ 21-24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam từ 29-32 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa,
Gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, bắc biển đông. Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng giữa biển đông, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng Nam Biển Đông, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.